Ok, thì tiếp theo nha anh em. Thì tôi phát hiện ra lại một nhân tố mẹ khá là lạ anh em ạ. Đây, thì Friendly đối đầu với lại Quetzalcoatl anh em. Quetzalcoatl thì Quetzalcoatl chơi đội hình chuẩn meta anh em. Nó sủi 4 sao, chạy 5 sao vàng, đâu chạy 5 sao tím nha anh em. Sủi đất 5 sao tím luôn. Đó, có kinh. Nhưng là đội hình này chạy carry anh em, sủi này chắc là sủi này chắc sủi đeo vào để phái cho bất khuất thôi. Đó. Và đối đầu với là ông đối đầu với đội hình của Quetzalcoatl đó là đội hình của Fenrir anh em ạ. Đội hình em nhìn kiểu đúng lọ luôn anh em, không hiểu sao mà lọt vào trong chiến khu được. Có xương rồng 6 sao. Con đen bóng 7 sao anh em, đen bóng 7 sao. Đó, Lin rồi cái gì đây? Vua vua mùa trời à? Sonic. Ok, để xem con trận này nó có gì đặc biệt anh em. Tại sao ông này ông có thể lọt vào trong chiến khu được? Đội hình này là một đội hình mà anh em Việt Nam bây hiện tại bây giờ mấy anh Việt Nam đều có thể có luôn ấy. Ông mày năm có 50 triệu được chiến này anh em. Hiện tại chiến khu hiện tại vô địch chiến khu là ít nhất ở cái cụm server C này á, server 58x nhỉ, ít nhất không phải tầm 60 triệu đổ lên. Nhưng mà đó là đội hình meta nha anh em. Đội hình meta vào được nha. Còn đội hình kiểu như thế này vào được thì hơi bị lạ đấy. Đội hình này mà vào được là hơi bị lạ đấy. Để xem coi team này có cái gì. Xương rồng à? Xương rồng carry à? Nó không có kinh mà. Bụp. Có lớp rồi anh em. Bóng 2 này. Ôi đủ. Anh em thấy nó bút phát đầy máu xuống đấy rồi. Ơ cái gì vậy? Cái gì vậy? Sủi không xuyên được kỹ à? Quầy. Sớm như cái đám thôi vậy anh em. Sổ không suy thì kỹ thì lấy về đúng kiểu cho có ấy. Thôi, con xương rồng đi à. Tinh thông luôn. Tại vì sổ mà không suy thì kỹ anh em là anh em không biết, nó không có đột phá sẽ bất khuất vô hạn ấy. Nó phải có suy thì kỹ nha thì mới có đột phá sẽ bất khuất vô hạn. Còn không suy thì kỹ là đột phá được có 2 lần à. Tù lắm. Đội hình này có cái gì mà quân chiến khu ta. Có xương rồng tôi thấy có cái gì đâu. Xương rồng còn không có xương kỹ này. Xương rồng không có xương kỹ á. Còn yếu nữa nha, con xương rồng còn mỏng dính nữa. Con chảy gõ mấy cái thì chết rồi này. Có thường cũng chết rồi này. Cái này có cái gì vô được đây ta. Đen bóng à. Thì bây giờ không xương rồng chỉ có đen bóng thôi anh em. Nhưng mà chảy ra rồi thì đen bóng chơi kiểu gì. Chạy ra rồi thì nó bóng hay chơi kiểu gì? Tại vì con chạy ra để là để khắc chế con nên bóng mà anh em. Chạy ra để khắc chế nên bóng nha. Khắc chế hoàn toàn nên bóng rồi đấy. Tại vì chạy sát thương của chạy sát thương chuyên chuẩn. Sát thương chuyên chuẩn cho anh em và có thể chí mạng. Con nên bóng lên nó giảm sát thương trực tiếp anh em. Bụp. 7 triệu follow up. What, follow up lại yếu vậy á? Wow, con này bóng hút ra đam nha anh em. Để bóng follow up hút ra đam nha. Wow. Không xin kỹ trong phè đâu anh em. Đấm yếu ấy. Có cả nội thương mà đấm yếu nhỉ. Cái gì nội thương được có 6 triệu này. Ôi con này bóng này. Rồi tôi hiểu rồi anh em. Con này bóng này lực vãi cả lì luôn. 49 triệu. Hành động trực tiếp nha anh em, 49 triệu. Uầy, vậy là 50 triệu lực chiến của ông này là dồn hết vào đen bóng anh em. Ông này 50 triệu lực chiến nhá, là con đen bóng này nó phải chiếm đến 6-7 phần rồi. Con xương rồng với lại con Sonic chả có bao nhiêu đâu. Đen bóng 7 sao vàng anh em, 7 sao vàng 5 sao tím mà. Châu điên. Đánh cái rau 3 rồi anh em ạ, vãi cả lìn. Bây giờ có chạy đấy mà. Ông kia cũng yếu đâu, ông kia cũng 70 triệu được chiến, 60 triệu được chiến. Để bóng này để bóng mắt mắt tinh thông rồi anh em ạ. Chạy này chắc chạy chưa mắt tinh thông, chạy chắc chạy mới nuôi. Lệch tinh thông mới gõ mới yếu vậy thôi anh em. Chỉ là lệch tinh thông thì mới như thế này thôi. Nó nhìn lọ nhờ. Hôm nay ông đội hình hôm nay không có con UR luôn. Đúng con Sonic với lại con Boros để chơi con cú tốc thôi. Trời ơi, sủi cho nó phè nào anh em. Sủi anh em nhờ lấy chuyện kỹ nha. Không lấy chuyện kỹ nó phè lắm.
nó bẩn đấy anh em. Yếu đấy. Uầy, nó 46 triệu ạ. Thì cái chảy cống này cũng yếu anh em. Chảy cống này cũng yếu. Chảy mà phân cúp 60 triệu vậy là yếu. Yếu hay không tôi không biết, hoặc là đen bóng của ông này quá khỏe so với con chày. Nhưng mà chày là để khắc chế đen bóng mà. Chứ bảo đen của ông này quá tởm anh em. Đen của ông này là đen tởm đấy. Phải đánh tuần 3 rồi, không vào máu anh em. Bựa vậy. Tầm này cho các bảo chết thôi anh em. Bảo chết thôi. Trời ơi, đánh khi nào mới chết đây. Tôi xem có đến tôn 10 con này máu này có chết hay không để xem. Trời ơi, đúng kiểu gãy ngứa luôn đấy. Ông mày mới dính nổi cái bóng ta. 16 này, 16 chấm này, đúng kiểu lì vãi. Trời ơi, chặn. Đấy, toàn block á. Giờ 15 chấm thì... Trời ơi. Bực. 42 triệu. 12 chấm. Còn có được 3 chấm anh em. Uầy, có đèn báo hút ra đam nha. Đèn báo hút ra đam nha anh em. Nhân. Hút quay anh sủi luôn mà. Hát trồng bựa vậy. Trầu quá anh em. Trầu một cách khó chịu luôn đấy. Rồi, bố đốt bắn. Trái trước. Chiu. Bụp, 67 triệu. Rồi, đây bóng bắt đầu thở anh em. Bắt đầu thở rồi. Dù sao cũng là kiểu tướng counter mà anh em. Tôi thích chế mà. Lực tinh thông thì nó bỏ. Tôi sẽ phải vào máu thôi. Mà này yếu á. Lớp trời ơi, được 4 triệu ạ. Chôn. Ồ, hút đầu anh em. Sồi, đúng kiểu gãy ngứa luôn đấy. Anh em thấy có đen bóng và nửa thanh máu của ông kia luôn. Bụp, 48 triệu. Còn ít 5 chấm. Hết năng lượng anh em ạ, bị con Sonic nó vào hết năng lượng rồi. Tầm này là... Nếu mà không biết là nếu mà con Sonic, con bên kia không có Sonic thì như nào. Con này bóng này không chết được con chày không ta. Trông bựa đấy. Lượt 6 anh em, chắc tầm lượt 8 là con này bóng này gục rồi. Nó có hai lần siêu bất khuất nữa anh em, hai lần bất khuất nữa. Nhưng mà có Suryu, không biết Suryu trụ được lúc đó hay không thôi. Bụp, 30 triệu. À, khó chịu thiệt. Châu ơi là châu luôn. Chưa kể sau này ra thêm con Hellfire nữa. Con chày bị nớp thì con đen bóng lại được chơi lại tiếp. Anh em nào mà lấy được con đen bóng 2 thì nói là rất là tuyệt vời luôn. Thật á, anh em nào xem ở Việt Nam mà có con đen bóng 2 phải nói là quá tuyệt vời. Chơi bất tử luôn anh em. Chơi đúng cho bất tử luôn. 6 đao rồi. Rồi ok. Cuối cùng nó chịu bộ siêu bất khuất rồi anh em. Lớp 7. Đi. Mày đi. Bất khuất. Rồi Suryu. Suryu phá bất khuất nào. Suryu lên. Đó. Tiếp. Đi. Tiếp tục là bất khuất. Bảy lượt anh em.
thời đại UR mà đánh con SR cộng mấy lượt. Đúng kiểu chôn anh em, chôn. Thôi đi rồi, bài lượt anh em. Sau clip này thì tôi nghĩ là đó là chưa ra con Hellfire nhá. Nếu mà ra tới con Hellfire ở bên Trung nữa thì con bóng này phải nói là chơi bất tử anh em. Đích bích khi nào chết luôn. Châu với Kalin. Ok, thì đây là một clip mẹ mở mang tầm mắt cho anh em nào mẹ chơi đen bóng nha. Anh em lấy được con đen bóng 2 với sự kỹ phải nói là tuyệt vời ấy.